ra xong rồi. Tính ra lâu rồi không thấy ca nào mà nhiều như Thảo luôn. Luôn á. Hình như có mà. Bạn đi lâu rồi. Đi cả năm rồi. Trước Tết là xong rồi mà. Tính ra hai Thảo này là toàn từ khách thành nhân viên không? Nó biết chị đây, chị không biết nhà nó là ai hết đấy. Sao? Nó có chịu đi đâu mãi sau này nó mới đi chứ. Chứ nó biết chị lâu lắm rồi. Mà chị không biết không? Thôi đấy bà là chim xảo luôn. Sinh nhật chị giờ luôn. Trời ơi. Hồi trước hay nhậu đi rồi. Thế là hồi trước tính cái là rồi nhà đi nhậu. Ai cũng cãi. Chị An nhậu thằng nào bên chiều. Chị Quyên. Không, chị không có say say sau hiểu không? Chị tỉnh rồi, chị tỉnh à? Không, có cái đợt mà về nhà anh Hạnh lúc xa khỏi giường được luôn á. Thì lúc đó là không nhậu, lúc đó là không uống rượu, uống rượu mà kiểu rượu ngâm ấy, nó có say lúc nào có biết đâu, cứ tới bến thôi, xong thằng Bảo phải đưa chị về mà. Thì rượu thì cứ uống rồi xuống thôi chứ nó không có phải như bia là bị no hiểu không? Mẹ ơi say 3 ngày. Say 3 ngày không dậy nổi luôn mà. Mẹ phải nấu cơm mà. Mẹ đi làm về mẹ còn phải nấu cơm ăn nữa. Cách đây 2 năm à. Tết này, về Tết này. Mẹ ơi, nhậu mà. Nhậu không bao giờ để cho say hết đấy.
chị nhậu là chỉ có nhậu cái thằng đó là chị say thôi, còn những người khác là chị không say. Trước đi nhậu, đi nhậu, ngồi nhậu với lớn đó nha, mà chị em vẫn còn nhỏ này. À, vodka là cái bữa nhậu trên lầu à? Ừ. Nhậu xong mà không dám xem lại camera luôn mà. Không, không phải ở trên đấy đâu, đợt khác nữa cơ, cái đợt mới dịch lên đi làm á. Không, chưa làm á, cái ngày đầu tiên lên á, hôm sau mới làm. Nó có em, có mình giống nó con trai à. Nhậu mà nhậu xong này không biết làm sao mà hồi lúc đầu là ông mê chị An, sao ông mê chị luôn, má thiệt chứ. Quên giờ là ông nhậu rồi thôi chứ hồi trước thì thôi chứ. Mà chị Quên là cái ai ngồi gần chị Quên là quýnh. Ủa đấy thằng Hùng với thằng Phát đồ đó. Bị mà quýnh suốt á. Chị còn bị mà. Đúng. Thì thuyết là đừng ngồi.